ta nói về từ bỏ và tu tập, buông bỏ và trao dồi. Nhưng một khi hoa trái của sự thực hành đã đạt được rồi, thì sẽ không có gì cần để thêm vào và cũng không có gì cần phải loại ra. Đức Phật dạy rằng, đây là cái điểm chúng ta muốn đến, nhưng mọi người không muốn dừng lại ở đó. Sự hoài nghi và chấp thủ của họ khiến họ đi tiếp, khiến cho họ bối rối và không để cho họ dừng lại ở đó. Vì vậy, khi một người đã đến được điểm này, nhưng những người khác thì còn đang ở nơi nào khác, họ sẽ không thể hiểu được những gì mà người kia có thể nói về cái điểm đó. Họ có thể có một số hiểu biết về mặt tri thức nhờ vào sự học hỏi, nhưng đó không phải là sự hiểu biết đích thực hay cái trí tuệ về sự thật. Thường thì khi chúng ta nói về sự thực hành của chúng ta, nói về thể nhập chân lý và xuất ly phiền não, dung bồi thiện pháp và loại trừ bất thiện pháp. Nhưng cái kết quả rốt ráo là tất cả những việc này phải được làm xong. Có những bậc hữu học Seka, những người cần phải rèn luyện trong những việc đã kể trên, và có những bậc vô học Aseka, những người không còn cần phải rèn luyện gì nữa hết. Đây là nói về tâm. Khi tâm đã đạt đến mức giác ngộ viên mãn này, thì không có gì nữa để thực hành. Tại sao vậy? Đó là vì một người đã giác ngộ viên mãn thì không còn phải tận dụng bất kỳ các quy ước về giảng dạy và thực hành nào nữa. Chúng ta gọi đó là một người đã diệt tận phiền não. Bậc hữu học Seka phải có sự rèn luyện theo từng bước của con đường, từ bước khởi đầu cho đến mức độ cao nhất. Sau khi đã hoàn tất sự rèn luyện này, họ được gọi là bậc vô học Aseka, có nghĩa là họ không còn cần phải rèn luyện gì nữa vì tất cả mọi việc đã làm xong. Những điều cần được rèn luyện đã làm xong, không còn hoài nghi nữa, không còn phẩm chất nào cần được tu tập, không còn phiền não để loại trừ. Những người như vậy trú trong sự an bình. Bất kỳ điều gì tốt hoặc xấu sẽ không ảnh hưởng đến họ. Cho dẫu gặp phải bất kỳ vấn đề gì, họ cũng không lay chuyển. Đây là đang nói về cái tâm rỗng không? Điều này sẽ làm cho quý vị thực sự thấy bối rối. Quý vị không hiểu cái tâm rỗng không là gì. Nếu tâm của tôi rỗng không, làm sao tôi có thể đi được? Chính xác cái tâm thì rỗng không. Nếu tâm là rỗng không, làm sao tôi ăn được chứ? Liệu tôi có muốn ăn uống gì được không nếu tâm của tôi rỗng không? Không có lợi lạc gì trong việc nói về sự rỗng không như thế này khi mọi người chưa được rèn luyện một cách đúng đắn. Họ sẽ không thể hiểu được nó. Những người sử dụng các thuật ngữ như vậy đã cố tìm cách nhằm tạo cho chúng ta một số cảm giác là nó có thể dẫn chúng ta đến việc hiểu sự thật. Ví dụ, các hành Sankhara mà chúng ta đã tích lũy và mang nó theo với chúng ta từ khi chúng ta sinh ra cho đến cái giờ phút này đây. Đức Phật nói rằng, theo đúng sự thật thì chúng không phải là chúng ta. Chúng không thuộc về chúng ta. Tại sao Ngài nói như vậy? Không có cách nào khác để trình bày sự thật một cách rõ ràng, chính xác. Ngài nói như vậy là để cho chúng ta có sự nhận thức sáng suốt nhằm giúp cho chúng ta đạt được trí tuệ. Nhưng đây là cái gì mà chúng ta phải quán chiếu một cách cẩn thận? Một số người nghe câu nói, không có gì là của tôi. Và họ có cái ý tưởng là họ sẽ dứt bỏ tất cả tài sản của họ. Nếu chỉ với sự hiểu biết nông cạn, người ta sẽ rơi vào tranh cãi
về ý nghĩa của câu nói này và cách để áp dụng nó. Đây không phải là tự ngã của tôi. Không có nghĩa là quý vị nên kết liễu cuộc sống của quý vị hoặc dứt bỏ tài sản của quý vị. Nó có nghĩa là quý vị nên từ bỏ sự chấp thủ. Có hai loại thực tại là thực tại quy ước và thực tại tối hậu, hay sự giả định và sự giải thoát. Ở mức độ quy ước, có ông A bà B, ông M bà N, vân vân. Chúng ta sử dụng những giả định để thuận tiện cho việc giao tiếp và làm việc trên thế gian. Đức Phật không dạy rằng chúng ta không nên sử dụng những quy ước này. Chúng ta sử dụng chúng, nhưng không nên dính mắc với chúng. Chúng ta nên nhận chân rằng chúng thì rỗng không. Thật khó để nói về điều này. Chúng ta phải dựa vào việc thực hành và đạt được sự hiểu biết thông qua thực hành. Nếu quý vị muốn có được kiến thức và sự hiểu biết bằng cách nghiên cứu và học hỏi từ những người khác, quý vị sẽ không thực sự hiểu được sự thật. Sự thật là một cái gì đó quý vị phải thấy và biết cho chính mình thông qua thực hành. Hãy quay về bên trong để biết bên trong của chính mình. Không nên lúc nào cũng hướng ra bên ngoài. Có những người đang thực hành và họ trở nên thích tranh cãi. Tâm của họ sẵn sàng để tranh luận do bởi họ đã học phương pháp này hay phương pháp nọ để thực hành. Và để cho mình dính mắc vào một phía của những gì họ đã học được. Họ đã không nhận chân được sự thật thông qua việc thực hành. Quý vị có để ý đến những người Thái mà chúng ta đã gặp gỡ ngày hôm nọ? Họ hỏi những câu hỏi không thích đáng như: tại sao quý sư thọ thực trong bát vậy? Sư có thể thấy rằng họ đã xa rời giáo pháp ra mà, như thế nào? Họ được hưởng nền giáo dục hiện đại, vì vậy sư không thể nói nhiều với họ, và sư đã để cho vị sư người Mỹ nói chuyện với họ. Họ có thể sẵn sàng lắng nghe vị sư đó. Người Thái thời buổi này không quan tâm gì nhiều đến drama và không hiểu nó. Tại sao sư nói vậy? Nếu ai đó đã không nghiên cứu, học hỏi cái gì đó, thì họ sẽ không biết gì về nó. Họ đã nghiên cứu, học hỏi những thứ khác, nhưng họ không biết gì về drama. Sư thừa nhận rằng sư không biết gì về những điều họ đã học được. Vị tu sĩ người phương Tây đã nghiên cứu drama, vì vậy sư ấy có thể nói cho họ biết đôi điều về nó. Người Thái thời buổi này càng ngày càng ít quan tâm đến việc thọ giới, nghiên cứu và thực hành. Sư không hiểu tại sao lại là như vậy. Có thể là do họ đang bận rộn với công việc. Có thể bởi là do đất nước đang phát triển về vật chất, hoặc có thể vì lý do gì đó, sư không biết. Trong quá khứ, khi một ai đó thọ giới, họ thường ở lại chùa ít nhất vài năm, 4 hoặc 5 năm mùa an cư. Bây giờ thì họ chỉ ở 1 hoặc 2 tuần. Một số người thọ giới vào buổi sáng và xả y vào buổi tối. Đó là xu hướng đang diễn ra hiện nay. Người ta nói những điều giống như cái anh chàng nọ đã nói với sư. Nếu mọi người đều thọ giới như ý của sư, ít nhất là trong vài mùa an cư, thì thế giới này làm sao tiến bộ được? Gia đình không phát triển thì lấy ai ra để mà xây dựng thứ này thứ nọ? Sư nói với anh ta, suy nghĩ của con là suy nghĩ của một con giun đất. Một con giun đất sống trong đất. Nó ăn đất, xem đó là thức ăn của nó. Ăn và ăn. Nó bắt đầu lo lắng rằng nó sẽ hết đất để ăn. Đất bao quanh nó, đất ngập đầu nó, nhưng
nó lo lắng nó sẽ không còn đất để ăn. Đó là suy nghĩ của một con giun đất. Mọi người lo lắng rằng thế giới sẽ không tiến bộ, rằng nó sẽ đi đến chỗ cáo chung. Đó là quan điểm của một con giun đất. Họ không phải là giun đất, nhưng họ suy nghĩ như chúng. Đó là sự hiểu biết sai lầm của cõi giới súc sinh. Họ thực sự là ngu si. Có một câu chuyện sư thường kể về một con rùa và một con rắn. Rừng đang cháy và những con vật đang cố gắng để chạy trốn. Rùa ì ạch chạy theo. Và rồi nó thấy một con rắn đang trườn đi. Nó cảm thấy thương hại cho con rắn đó. Tại sao? Con rắn không có chân. Vì vậy con rùa suy ra rằng con rắn sẽ không thể thoát khỏi đám cháy. Nó muốn giúp con rắn. Nhưng khi ngọn lửa lan rộng, con rắn luồn lách chạy thoát thân một cách dễ dàng, trong khi con rùa không thể thoát được ngay cả với bốn chân của nó, và nó đã chết ở đó. Đó là sự ngu si của con rùa. Nó nghĩ nếu quý vị có chân thì quý vị mới có thể di chuyển được. Nếu quý vị không có chân, quý vị sẽ không thể đi bất cứ đâu. Vì vậy nó lo lắng cho con rắn. Nó nghĩ rằng con rắn sẽ chết vì nó không có chân. Nhưng con rắn thì chẳng lo lắng gì cả, vì nó biết nó có thể thoát khỏi sự nguy hiểm một cách dễ dàng. Đây là một cách để nói chuyện với những người với các ý tưởng mê lầm của họ. Họ sẽ cảm thấy thương hại cho quý vị nếu quý vị không giống họ, không có tầm nhìn và sự hiểu biết như họ. Vậy thì ai là kẻ ngốc? Sư ngốc theo cách của sư, có những điều sư không biết về chúng. Vì vậy sư ngốc về cái khoản đó. Gặp các tình huống khác nhau có thể là một cái nhân cho sự tĩnh lặng. Nhưng sư lúc đó không hiểu mình đã xuẩn ngu ngốc và sai lầm như thế nào. Bất cứ khi nào có một điều gì đó làm xáo trộn tâm trí của sư là sư cố gắng đi xa khỏi nó, chạy trốn nó. Những gì sư đã làm là chạy khỏi sự an bình. Sư đã liên tục bỏ chạy khỏi sự an bình. Sư không muốn suy nghĩ về những việc khác nhau hoặc trải nghiệm chúng. Sư đã không nhận ra rằng thái độ này chính là phiền não. Sư chỉ nghĩ rằng sư cần phải chạy trốn, lánh xa mọi người và mọi tình huống, cốt để không phải gặp những chuyện quấy rầy mình hoặc nghe những lời trái ý. Sư càng lánh xa những thứ ấy chừng nào, càng tốt chừng nấy. Nhiều năm trôi qua, các sự kiện xảy đến cùng với những tiến triển tự nhiên của nó, buộc sư phải thay đổi cách tu tập của mình. Thọ giới được một thời gian, sư cuối cùng càng ngày càng có nhiều đệ tử, nhiều người đến để tìm sư. Sống và thực hành trong rừng là một cái gì đó thu hút mọi người đến để bày tỏ lòng kính trọng. Vì vậy khi số lượng đồ chúng tăng lên, sư buộc phải bắt đầu đối mặt với các vấn đề. Sư không thể chạy trốn được nữa. Tai của sư phải nghe âm thanh, mắt của sư phải nhìn thấy cảnh. Và rồi, là một vị thầy Achan, sư bắt đầu có được nhiều kiến thức hơn. Nó dẫn đến việc có nhiều trí tuệ và nhiều sự buông bỏ. Có rất nhiều việc đang xảy ra, và sư đã học không nắm bắt và giữ chặt chúng. Nhưng cứ buông bỏ, nhờ vậy mà sư trở nên khéo léo, thiện xảo nhiều hơn trước. Khi đau khổ xuất hiện, việc đó cũng ổn thôi. Sư không gia thêm bất cứ điều gì vào sự đau khổ đó bằng cách cố gắng trốn chạy khỏi nó. Trước đó trong việc hành thiền của mình,
sư chỉ mong muốn có được sự tĩnh lặng. Sư nghĩ rằng môi trường bên ngoài chỉ hữu ích nếu nó là một cái nhân để giúp cho sư đạt được sự tĩnh lặng. Sư không hề nghĩ rằng có chánh kiến sẽ làm nhân cho việc đạt được sự tĩnh lặng. Sư thường nói rằng có hai loại tĩnh lặng. Bậc trí đã chia nó ra thành an bình đạt được thông qua trí tuệ và an bình đạt được thông qua thiền chỉ. Trong an bình đạt được thông qua thiền chỉ, mắt phải xa lánh hình tướng, cảnh vật, tai phải xa lánh âm thanh, mũi phải xa lánh mùi, vân vân. Và rồi không còn nghe, không còn biết, vân vân. Chúng ta do vậy có thể trở nên an tịnh. Loại an tịnh đó cũng tốt theo cách của nó. Nó có giá trị không? Có chứ, nhưng nó không tối thắng. Nó chỉ là sự an tịnh tạm thời, nó không có một nền tảng đáng cho chúng ta tin cậy. Khi các giác quan tiếp xúc với các đối tượng của chúng, và nếu những đối tượng này gây ra sự bực bội, tâm sẽ thay đổi bởi vì nó không muốn những thứ này có mặt. Vì vậy, tâm luôn luôn phải đấu tranh vật giả với các đối tượng này. Loại định này không làm cho trí tuệ sinh khởi. Vì vậy, hành giả luôn cảm thấy mình không có sự an bình cho bởi sự tác động của những yếu tố bên ngoài đó. Chúng ta gọi đây là loại tĩnh lặng thứ nhất. Mặt khác, nếu quý vị quyết định không chạy trốn nhưng cứ nhìn thẳng vào sự vật và các hiện tượng, quý vị sẽ nhận ra rằng sự thiếu tĩnh lặng không phải là do đối tượng bên ngoài hoặc các tình huống bên ngoài. Nó xảy ra đơn thuần chỉ là do sự hiểu biết không chân chánh của quý vị. Sư thường dạy các đệ tử của mình về điều này. Sư nói với họ, khi các ông đang nỗ lực hết sức mình để tìm sự tĩnh lặng trong việc hành thiền, các ông có thể tìm ra một nơi yên tĩnh, hẻo lánh nhất, nơi mà các ông sẽ không thấy cảnh vật hoặc nghe âm thanh, nơi không có bất cứ điều gì xảy ra để có thể làm phiền các ông. Ở nơi đó, tâm có thể lắng xuống và trở nên định tĩnh vì không có gì để kích thích nó. Và rồi các ông sẽ kinh nghiệm được sự tĩnh lặng này. Hãy xem xét sức mạnh của nó là như thế nào. Khi các ông rời khỏi nơi đó và bắt đầu kinh nghiệm sự tiếp xúc giữa các giác quan với những đối tượng của chúng, hãy ghi nhận việc các ông trở nên hài lòng hoặc không hài lòng, vui sướng và chán nản ra sao. Hãy ghi nhận việc tâm trở nên bị xáo trộn ra sao. Và rồi các ông sẽ hiểu rằng loại vắng lặng đó không phải là sự vắng lặng đích thực. Bất cứ điều gì xảy ra trong phạm vi kinh nghiệm của quý vị, đơn thuần nó chỉ là chính nó vậy thôi. Khi có điều gì đó làm chúng ta vui lòng, chúng ta quyết định rằng điều đó tốt, và khi một điều gì đó làm cho chúng ta không hài lòng, chúng ta nói nó không tốt. Đó chỉ là do cái tâm phân biệt của chính chúng ta đã đem các ý nghĩa để gán cho những đối tượng bên ngoài. Hiểu được như vậy, chúng ta sẽ có cơ sở để xem xét kỹ lưỡng sự vật và các hiện tượng, và thấy chúng như chúng thật là. Khi có sự tĩnh lặng trong thiền tập, thì không cần thiết phải suy nghĩ nhiều. Sự nhạy cảm này có một phẩm chất hiểu biết nào đó được sinh ra từ cái tâm tĩnh lặng. Nó không phải là suy nghĩ, nó là trạch pháp, Dhammavicaya, dùng trí tuệ để nghiên cứu, xem xét các pháp. Loại an tịnh này không bị quấy rầy bởi các kinh nghiệm, cũng như bởi sự tiếp xúc giữa các giác quan và các đối tượng của chúng. Và rồi vấn đề đặt ra là, nếu đó là sự tĩnh lặng, thì tại sao vẫn có một cái gì đó xảy ra?
có một cái gì đó xảy ra ở bên trong sự tĩnh lặng này. Nó không phải là một cái gì đó xảy ra theo lối đau khổ thông thường. Theo cái cách mà chúng ta phóng đại mọi sự lên so với bản chất thật của nó. Khi một cái gì đó xảy ra trong sự tĩnh lặng, tâm biết điều đó hết sức rõ ràng. Trí tuệ sinh khởi tại nơi đó, và tâm quán chiếu rõ ràng hơn bao giờ hết. Chúng ta nhìn thấy cách mà sự vật và các hiện tượng thật sự xảy ra, và khi chúng ta hiểu bản chất thật của chúng, thì sự tĩnh lặng trở nên bao trùm hết thảy. Khi mắt thấy hình tướng và cảnh vật, hoặc tai nghe âm thanh, chúng ta nhận biết chúng như chúng thật là. Trong hình thức tĩnh lặng này, khi mắt thấy hình tướng và cảnh vật, tâm an bình. Khi tai nghe âm thanh, tâm an bình. Tâm không nao núng, cho dẫu chúng ta kinh nghiệm bất cứ điều gì, tâm vẫn không lay chuyển. Chúng ta gọi đây là loại tĩnh lặng thứ hai. Vậy thì, loại tĩnh lặng thứ hai này đến từ đâu? Nó đến từ loại tĩnh lặng thứ nhất, từ loại thiền chỉ không có trí tuệ. Thiền chỉ là một cái nhân đã tạo điều kiện cho nó sinh khởi. Chúng ta được dạy rằng, trí tuệ đến từ sự tĩnh lặng. Biết đến từ không biết, tâm đi đến chỗ biết từ tình trạng không biết, qua việc học hỏi, nghiên cứu tỉ mỉ là như vậy đấy. Sẽ có cả hai sự tĩnh lặng lẫn trí tuệ. Rồi thì cho dẫu chúng ta ở bất kỳ nơi đâu, chúng ta đang làm bất cứ điều gì, chúng ta sẽ thấy sự thật của sự vật và các hiện tượng. Chúng ta biết rằng sự sinh khởi và hoại diệt của kinh nghiệm trong tâm cũng giống như vậy. Và rồi sẽ không còn có việc gì hơn nữa để làm. Không có gì phải sửa lại cho đúng hoặc phải giải quyết. Không còn có sự suy đoán nữa. Không có nơi để đi. Không có sự trốn thoát. Chúng ta chỉ có thể trốn thoát được qua trí tuệ, qua sự nhận biết sự vật và các hiện tượng như chúng thật là, và vượt qua chúng. Trước đây khi sư mới thành lập Wat Pa Bon và mọi người bắt đầu đến gặp sư, một số đệ tử nói: "Sư phụ Luang Po cứ luôn giao tiếp với người này người nọ, đây không còn là nơi thích hợp để ở lại nữa." Nhưng không phải là sư đi tìm người ta. Chúng tôi xây dựng một thiền viện và mọi người đến để tỏ lòng kính trọng đối với lối sống của chúng tôi. Sư không thể phủ nhận những gì mà các vị sư ấy nói, nhưng trong thực tế, sư đã có được rất nhiều trí tuệ và trở nên biết được rất nhiều thứ. Nhưng các môn đệ lại không hiểu được vấn đề. Họ chỉ có thể nhìn vào sư và nghĩ rằng việc thực hành của sư đã bị thụt lùi. Quá nhiều người đã tới thiền viện, có quá nhiều sự xáo trộn, sự không có cách nào để thuyết phục các môn đệ của mình suy nghĩ khác đi. Nhưng thời gian trôi qua, sư đã vượt qua những chướng ngại khác nhau và cuối cùng sư đã đi đến việc tin rằng sự an bình thực sự có được là do có chánh kiến. Nếu chúng ta không có chánh kiến, thì cho dẫu chúng ta có ở nơi nào đi chăng nữa, chúng ta sẽ không có sự an bình và trí tuệ sẽ không sinh khởi. Mọi người đang cố gắng để thực hành ở đây, nơi phương Tây này. Sư không chỉ trích bất cứ ai, nhưng theo những gì mà sư có thể thấy thì việc tu tập giới Sila không được tốt lắm. Đây là một quy ước. Quý vị có thể bắt đầu bằng cách thực hành Samadhi, định an chỉ trước tiên. Việc thực hành thì giống như đi dọc theo một khúc gỗ dài từ đầu bên này sang đầu bên kia. Người này có thể giữ khúc gỗ ở đầu bên này, người kia có thể nhấc đầu bên nọ lên, nhưng đầu nào thì cũng đều thuộc về cùng một khúc gỗ,
và chỉ cần nắm lấy một trong hai đầu là quý vị có thể di chuyển được nó. Khi có được ít nhiều sự định tĩnh từ việc thực hành Samadhi, tâm sẽ có thể nhìn thấy sự vật và các hiện tượng một cách rõ ràng và có được trí tuệ. Do có trí tuệ nên tâm có thể thấy được sự tai hại trong một số loại hành vi và hành giả, do đó sẽ phải trở nên tự chế và thận trọng. Quý vị có thể di chuyển khúc gỗ bằng cách nắm một trong hai đầu và kéo nó đi, nhưng vấn đề chính là phải có quyết tâm trong sự thực hành của quý vị. Nếu quý vị bắt đầu với giới Sila, sự tự chế này sẽ mang lại sự định tĩnh. Đó là định an chỉ, Samadhi, và nó trở thành nhân cho trí tuệ sinh khởi. Khi có trí tuệ, nó sẽ giúp Samadhi phát triển vững chắc hơn nữa, và Samadhi lại tiếp tục giúp thanh lọc Sila. Giới, định, tuệ thực sự có cùng một nghĩa và phát triển cùng nhau. Cuối cùng, cái kết quả rốt ráo là giới, định, tuệ chỉ là một. Chúng không thể tách rời nhau. Chúng ta không thể phân biệt Samadhi, tuệ và Sila và xếp Samadhi vào một hình thức thực hành khác, xếp tuệ vào một loại thực hành khác và xếp giới vào một loại thực hành khác. Ban đầu chúng ta có sự phân biệt giữa chúng, có hai mức độ sự thật, quy ước và giải thoát. Ở mức độ của giải thoát, chúng ta không dính mắc vào tốt hoặc xấu. Ở mức độ sử dụng quy ước, chúng ta phân biệt các mặt tốt và xấu khác nhau của việc thực hành. Điều này là cần thiết để làm, nhưng nó vẫn chưa phải là tối thắng. Nếu chúng ta hiểu được việc sử dụng quy ước, thì chúng ta sẽ có thể hiểu được sự giải thoát. Và rồi chúng ta có thể hiểu được các phương cách, trong đó các thuật ngữ khác nhau được sử dụng để đưa mọi người đến cùng một sự việc. Vì vậy, trong những ngày đó, sư đã học để đối phó với mọi người, với tất cả mọi loại tình huống. Khi tiếp xúc với tất cả những điều này, sư đã phải giữ cho tâm của mình vững vàng. Dựa trên trí tuệ, sư đã có thể nhìn thấy mọi sự rõ ràng và nghiêm giữ giới luật, không để cho bất cứ điều gì sư gặp ảnh hưởng đến mình. Cho dù những người chung quanh có thể nói gì đi nữa, sư cũng không phiền lòng, bởi sư đã có được niềm tin vững chắc. Những ai sẽ là các vị thầy trong tương lai cần phải có niềm tin vững chắc này trong những việc mà mình đang làm để không bị điều tiếng của mọi người ảnh hưởng đến mình. Nó đòi hỏi phải có trí tuệ. Và bất cứ thứ trí tuệ gì mà chúng ta có đều có thể tăng trưởng. Tất cả mọi cách thức hành xử, lề thói cũ của chúng ta, mỗi khi chúng hiển lộ ra cho chúng ta thấy, chúng ta phải lưu tâm đến chúng và tiếp tục thanh lọc chúng. Quý vị thực sự phải làm cho tâm của quý vị vững vàng. Đôi khi không có sự thoải mái trong thân và tâm. Nó xảy ra khi chúng ta cùng sống với nhau. Chuyện đó cũng tự nhiên thôi. Đôi khi chúng ta phải đối mặt với bệnh tật. Ví dụ, sư đã phải chịu đau bệnh rất nhiều. Quý vị làm thế nào để đối phó với nó? Tất cả mọi người đều muốn sống thoải mái, có thức ăn ngon và được nghỉ ngơi đầy đủ. Nhưng chúng ta không thể luôn có những cái đó. Chúng ta không thể lúc nào cũng thỏa mãn những mong muốn của chúng ta. Nhưng chúng ta có thể tạo ít nhiều sự lợi lạc trên thế gian này thông qua những nỗ lực đáng tự hào của chúng ta. Chúng ta tạo ra sự lợi lạc cho chính mình và cho người khác, cho kiếp sống này và kiếp sau. Đây là kết quả của việc làm cho tâm an bình. Đến Anh Quốc đây thì cũng như đến Hoa Kỳ, nó chỉ là một chuyến viếng thăm với thời gian ngắn,
nhưng sư sẽ cố gắng giúp đỡ hết sức mình trong việc giảng dạy và hướng dẫn tu tập. Có những vị thầy, Achan và thiền sinh ở đây, vì vậy sư sẽ cố gắng hết sức để giúp họ. Mặc dù các nhà sư vẫn chưa đến sống ở đây, nhưng vậy mà lại tốt. Chuyến viếng thăm này có thể chuẩn bị để giúp cho mọi người thỉnh các nhà sư về đây. Nếu họ đến quá sớm, sẽ rất khó đấy. Dần dần rồi mọi người sẽ quen với sự thực hành, cũng như với cách thức sinh hoạt của tăng đoàn Bhikkhu Sangha. Và rồi giáo pháp Sasana có thể đơm hoa kết trái tại đây. Vì vậy, bắt đầu từ bây giờ, quý vị phải chăm sóc tâm của quý vị và làm cho nó thiện lành. Theo The Dhammaka's Westwork, làm cho nó thiện lành. Theo The Dhammaka's Westwork, làm cho nó thiện lành.